Lại là Thái đây, Thái xuất hiện nữa rồi. Chúc cho anh em ngày mới, năng lượng, bình an và lúc nào cũng lạc quan trong cuộc sống nha mọi người. Tiếp tục chuyến đi Malaysia, hành trình phiêu bạt trên đất nước bạn. Thái cùng nghệ nhân Hoàng Mạnh Long và chị Phương Nguyễn đang di chuyển trên một cây cầu anh em. Mà nghe sự chia sẻ của anh Mr. Lin, người Malaysia thì anh nói đây là cây cầu dài lắm anh em, dài đứng nhất Đông Nam Á luôn. Một cây cầu có cái chiều dài lên đến 23 cây số luôn mọi người. Nó bắt từ đất liền ra tới một hòn đảo, nó bắc qua biển anh em, bên Malaysia. Mà trên hòn đảo này thì nó có một cái siêu thị cá và bét rất là lớn luôn. Hôm nay thì Thái muốn quay cho mọi người xem coi siêu thị cá bên đất nước bạn Malaysia có khác gì so với lại siêu thị cá cảnh ở Việt Nam mình hay không, và hoành tráng như thế nào, có những con bét và con cá gì trong đó. Thái sẽ quay cho mọi người xem ha, để mọi người có thể biết được đất nước bạn phát triển cái môn cá cảnh và bét như thế nào. Đây là một cái thành phố ha, anh em thấy không, một cái thành phố gọi là trên một cái con đảo của Malaysia. Đây là cây cầu mình sẽ bắc qua, mình qua tới một cái khu vực thành phố này thì cũng rất là náo nhiệt. Và nhìn anh em thấy không, trên cung đường thì Thái quen hơi nhiều vì cho anh em có thể xem được cung đường trên một cái thành phố trên biển của Malaysia là như thế nào, ở nhà cửa ra làm sao, rồi có đông xe hay không, có khác gì so với Việt Nam này không. Từ gọi là một cái tỉnh Inborn anh em, di chuyển phải mấy trăm cây số thì chúng ta mới tới được cái khu vực thành phố nơi có một cái siêu thị Best mà anh Mr. Lin ha muốn dẫn Thái cùng với lại nghệ nhân Cá Rồng Hoàng Mạnh Long và chị Phương đến đây tham quan. Hình như là gần tới rồi mọi người. Tình hình như thế nào thì Thái sẽ bắt đầu vào trong cái khu vực siêu thị các cảnh. Thái sẽ quay tiếp cho tất cả các bạn xem nhé. Ok, đừng rời màn hình, chờ đợi Thái nào. Sau khoảng một tiếng di chuyển từ ngay chỗ gần khu khách sạn thì Thái cùng với anh Long, chị Phương và anh Linh đã đến một cái giống như ở đây là một chỗ shop cá và thú cưng, một siêu thị rất là lớn. Vào đây sẽ cho mọi người tham quan coi một cái shop cá, một cái siêu thị cá và thú cưng ở Malaysia nó là như thế nào nha mọi người ha. Đây. Beta, nhảy màu, puppy, City Aquarium nè mọi người, ha, rất là bự chắc. Ồ. Nhìn rất là sang trọng luôn anh em. Mình vào xem coi họ bán những gì nha. Wow. Wow. Thuốc hay gì cúp nè, à trưng bày rất là đẹp nha anh em. Đây là một vị hồ thủy sinh ha, đẹp lắm anh em, chỉnh chu lắm mọi người. Ở dưới này có lũa nè, đấy vẫn có một cái hồ thủy sinh, có nhiều khu lắm anh em. Ồ. Đây này là cái con gì á, Thái quên rồi, tắc kè hoa hay gì á anh em. Dạ, anh em xem này, đẹp nha. Ở đây thì có một con gắn xanh và một con gắn đen, gắn giả anh em. Với cái hồ dưới đây có thể nuôi cá này, trên đây có thể nuôi thêm những con bò sát cũng được, bò sát mini nhỏ nhỏ anh em ha. Đây ha, bên này thì ta thấy là có bán số dòng cá trong cái hồ này, cá dĩa anh em. Ở đây để cấm quay chụp hình nhưng mà thấy quay lén cho mọi người xem. Đó, đơn giản. Đây có cá dĩa, dĩa đỏ bồ câu anh em. Dạ. Còn vẫn có cá rồng luôn nha mọi người ha. Đây. Cá rồng đây anh em.
Ở dưới đây thì tới đây là có cá La Hán nha. Đây, cá rồng quá trời cá rồng luôn em. Đây có La Hán này. Bên đây thì có bán thêm một số phụ kiện, hồ, hồ công nè, hồ đúc nè, đó, cho mọi người ha. Ở đằng đây, ở giữa này có một cái hồ cá biển nè. Đây nè. Hồ cá biển nha mọi người. Nè, có con cá biển nè. Cá biển người ta không rành nữa. Đấy. Đẹp anh em ha. Sao biển nè anh em. Ồ, đây nữa này. Dạ. Bên kia có một cái hồ thủy sinh rất là đẹp. Để thấy qua hết cho mọi người xem. Wow. Oh. Nhìn như cá ali hay sao á mọi người. Này, ở trên dưới này thì để ít san hô, lũa rồi trồng thêm một ít cây trên này nữa nè anh em. Đơn giản ha mà đẹp. Có cá dĩa ở đây nữa nè. Hình như là ali hay sao mọi người. Nhiều dòng cá mình cũng không rành nữa. Chủ yếu quay cho mọi người ngắm. Và không khí vào ngày cuối tuần tại Malai, tại một shop cá và pet thì rất là nhiều người đến mọi người. Cũng đam mê cá với pet rất là nhiều. Đây, anh em thấy đông chưa? Khu vực bên này thì ta thấy là có một số cá La Hán này. La Hán này. Đấy. Rồi bên này thì là có cá biển nha. Phân chia ra vừa có cá nước mặn mà vừa có cá nước ngọt nữa nha mọi người. Đây. Mình thì không có rành tiếng tàu nha. Đây này, cá biển đó ha. Rất là nhiều luôn. Rộng ra ha, thấy đi chỉ có một chút xíu thôi. Một bên thì cá nước ngọt, bên đây thì có thể vừa nước ngọt mà vừa có thể là cá nước mặn luôn. Mọi người vẫn có thể hai môn ngọt mặn gì mọi người vẫn có thể lựa chọn được ha. Rồi đây là có những cái hồ ở giữa này để vừa nước mặn rồi có hồ nước ngọt và setup theo kiểu những cái build up đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Ở đằng kia thì tôi thấy là có một cái hồ ha, có rất là nhiều hình như là quỳ hay sao á, hồ biển nha anh em. Đây. Rất là đẹp nhé. Mê lắm anh em. Anh em xem này. Mê chưa? Hy vọng là anh em xem cái video này ở Việt Nam mình là có thể học hỏi được rất là nhiều. Hoặc là có trên tinh thần là ngắm hoặc là giải trí cũng rất là tuyệt vời luôn đúng không mọi người? Ở dưới đây này. Rồi đẹp chưa? Ở đây có mấy bé cá biển ha. Vô. Ít thôi, chủ yếu cái hồ này san hô với lại ba cái sứ sứa thái cũng không rành nữa. Mình mới tập tành qua nghiên cứu một số ít về những cá biển và những dòng cá biển để mình có thể ấn đế để thay setup thay chơi một cái hồ để quay cho mọi người xem. Mình tìm hiểu từ từ nha anh em nha. Ok, đẹp chưa? Cái này là chỉ là một cái khu nhỏ ở phía trước thôi. Thái xuống cái khu phía sau này cho anh em xem ha. Dưới đây có gì cũng rất là đông người luôn mọi người. Bên cánh này thì ta thấy là có những cái hồ nhỏ này, hồ kiến mini bên cánh này. Khu bên này là thấy chỉ là thấy là có bò sát nha mọi người ha. Vẹt chim nữa này. Để thấy vô đây thấy cho mọi người xem. Wow.
Đây có con vẹt ma câu to lắm, xanh giữa trời này. Ồ, đã chưa? Ở phía trong vẫn có một con nữa nha anh em, ha, một bé vẹt nữa ha. Kêu nó anh em. Dạ. Đó trên này ha, nó đang trên đó rồi. Ở đây thì thấy ở đây hình như một bé rùa hay sao? À, bé rùa mọi người. Dạ. Ở đây cũng một bé rùa. Ồ. Thái sẽ dạo vô phía dạ, nó la hết hồn luôn anh em. Quá dữ. Ồ, ở đây thấy có một cái hồ cá koi nè anh em nhờ. Một cái hồ cá koi với lại có hắc long anh em. Dạ. Người ta thiết kế, người ta cho cái khói nó xịt lên nhìn rất là đẹp luôn mọi người. À hello, gặp người quen mọi người. À, dẫn chứ nãy giờ thấy với anh Long với chị Hương đã vô rồi. À, ôi đẹp dữ anh Long. Này là hắc long hay vậy? Không? Ồ dạ, em tưởng đâu hắc long chứ. Đâu, không hắc long đâu, không màu đen vui. Ú dạ, nó đen này. Ú wow. Trời hơn cá coi mập ú u luôn anh em, nó tưởng cho ăn nó lại hả nhờ. Dạ. Ờ à, sao kỳ nhờ. Wow. Ô xịt. Hay là nó bị gãy anh nhờ, nó bị gãy á. Ôi hồ xịt khói đã quá, đẹp quá anh Long. Đâu anh? À, trong góc đó hả? À. Ôi ôi, mê lắm mọi người. Mà cái hồ thiết kế đẹp quá anh, đơn giản quá chị nhỉ? Ô, có con chim, có con vẹt. Ô, đây là vẹt nè mọi người. Dạ. La hán đỏ hả anh? Giống, sao giống giống con két la hán quá vậy? Ồ, thấy rồi, để thấy phóng lên cho mọi người xem. Đây con la hán nè mọi người. Cầu tròn vô. Đã chưa anh em? Trời ơi anh em, anh cái cây trồng đẹp anh. Ồ, có cái tổ quả lên này, làm nhìn đẹp ha. Đấy, đơn giản không mà mình lên một cái cây như vậy nhìn nó chiêu lắm. Không, nó còn lên mà, kìa cái đọt đó nè. À, cây nga mi. Ồ, dạ. Nhìn chiêu anh ha, thêm cái tổ quả rồi thêm có những cái lá ký cây nhỏ giống như làng mà nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Nhá. Bên hồ cá coi là chiêu lắm luôn. Đây là cái hồ cá nha. Vô đây mà anh em mà ngắm bét là tha hồ luôn nha mọi người. Mê lắm. Ở dưới còn có những con cá to khủng khủng nữa kìa. Ô có cá gì của bên Việt Nam mình cũng có này anh, con cá này nè, con cá gì tiếng vua này. Phải không anh? Đây. Tiếng vua hay là đúng rồi mà anh em, tiếng vua này. Đây này. Dạ đó. Ồ. Dạ. Cá chim trắng nè anh em, chim albino có luôn nè. Còn mấy con to to dưới kia nữa. Ồ, con cá con huyết chà bá luôn kìa anh. Ồ, cái mình kìa. Cái mình ma bu à, cái mình sumo mô, cái mình sumo mô. Con này sumo. Ồ, bự ghê nha. Ồ. Con phát tài nè. Rồi, con cá tra kìa anh, con cá tra bị cắn. Cá tra. Phải không? Con cá tra bơi qua đây nè. Ờ. Này tiếng vua nè anh em, tiếng vua bự chà bá luôn mà nuôi như cá coi dạng ghê anh em. Thường thường tiếng vua nó phóng dữ lắm mà mọi người. Con huyết long kìa. Nó bự kìa. U nó kẹt huyết long nó ra kìa. Huyết long như cái tổ tổng. Cái bản lưng đó anh em. Quá đã luôn anh em. Ồ, để thấy đi vô kia, thấy dạo một vòng, thấy quay cho mọi người ha. Ở đây thì có chim vẹt ma cao anh nhỉ. Nhưng mà
Thôi nó nói ra nó kiếm rồi anh. À, gà kiếm 480 là tính ra nhiêu tiền anh? Là... nhiều tiền à? 6 triệu à? Là 5 triệu 2 à? Và chừng 8 triệu. Ủa? 8 triệu. Con này 8 triệu hả? Wow. Dưới là 8 triệu. Dưới đây có một số nữa, bên này nữa. Cái này bán lũa với cá anh. Lũa. Ồ dạ, để em qua. Ở đây có mấy bé nhỏ đang chơi với mấy bé cá koi mini nè anh em. Ồ dễ cưng nha. Anh dễ cưng nha. Ôi ôi dễ cưng nha. Ồ cho nó ăn nha. Ú đẹp lắm anh em. Ngồi đây cho nó ăn là tuyệt vời luôn á trời. Ồ nó ăn luôn kìa. Dạ. Ồ anh thảy cám nó ăn luôn anh. Mấy bé thảy cám nó ăn. Dạ. Ồ. Trời ơi cái lũa láng. Anh em. Dạ. Này là thấy con rành đâu anh em, thấy đá thấy coi lũa đẹp quá đẹp. Mê quá mê à. Thái sẽ đi tiếp vào bên trong cho mọi người xem ha. Bên này thì có những cái hộp bán lũa anh em. Dạ. Yeah. Lũa ha. Rồi này là trang trí lót những cái vật liệu ha. Khu này là đá anh em. Đá, có đá ha, có lũa ha. Bên này á là thấy thấy là có những con cá nhỏ như sê can này. Đó. Vẫn có ha, như Việt Nam mình. Đấy. Nê ong nè mọi người, vẫn có nha. Wow. Mấy con này sao bên đây nó to quá mọi người nhỉ. Này hình như đuôi kiếm hay sao nhỉ. Đuôi kiếm à. Đây thì là hán. À, không phải. Cái này là cái dòng gì ta. Thái quên mất tên mất tiêu rồi. À. Nhiều dòng cá lắm anh em ơi, quay mà mê luôn á. Đây nữa nè. Phượng hoàng nè mọi người. Hả? Bên đây vẫn có cá phượng hoàng ha. Đây. Củ sừng ha, albino. Trên đây thì có cá dĩa này. À, có bảy màu này, bị guppy nè, king guppy nè. Có bảy màu. Con cá này là con cá gì mà con mắt nó trên khóe mắt nó có phát sáng nè, giống như dạ quang màu xanh rất là đẹp nha. Nhiều dòng cá thì xinh lắm. Ở đây thấy thấy là những khách hàng vô đây mua cá thì là một cái xô vớt bỏ vô xô rồi mình ra mình tính tiền ha. Vàng này là vàng beta. Thấy thấy ở đây có Dumbo Lavender này. Bên đây thì có Hecmon Full Red này. Đấy, những dòng Hecmon rất là đẹp luôn. Hecmon dạ quang nè mọi người, nhiều lắm. Rồi dưới đây là có những bé cá thủy sinh nhỏ hơn nè. Để mình set up hồ thủy sinh nè. Ở đây đa số là thấy thấy là chỉ là bán là những dòng Hecmon là nhiều. Hecmon đuôi dài á anh em. Bên Beta thì Hecmon đuôi dài là nhiều ha. 19 nè nè. Chính này chắc tính ra rằng 300 hơn 300 ngàn tiền Việt. Ok. Quá trời beta luôn ha. Nhiều quá, mê quá, không biết quay cái gì cho mọi người xem luôn nha. Đây là thấy thấy là có cá lông gà. Cá lông gà nha mọi người. Đó. Mê chưa anh em, nhìn bao mê chưa. Cá nàng hai này, cá nàng hai vẫn có bán ha. Phi phụng nè anh em, phi phụng với lại hải hồ. Dạ. Đây.
sọc ngựa đủ màu nha. Ok, bên đây thấy nhiều dòng quá. Bên Việt Nam á, mỗi lần mà mình đi quay mình review á, mình nó có tên trên cái hồ á, mình dễ nhìn ha. Bên đây nhiều khi đôi lúc là mình cũng không có rành, có đưa biết được dòng nào á, thấy quay cho mọi người xem, rồi không biết á thì coi như là thấy chỉ đâu quay nhanh thôi cho mọi người. Ở đây có cánh bồm nè, cánh bồm đủ màu sắc nha mọi người ha. Đây có neon nè, neon vua này ha. Ồ, đây hình như ngân long anh em, ngân long ha, ngân long thường hay sao, không biết có hắc long không mà thấy rồng râu đen thui à anh em nhỉ. Đây mấy con ngân long này nha, GM 2375 nha. Đây nữa nè ha, chuột hồng kép nha, 4275 GM nha, đỏ le luôn. Rồi thái dạo ra một chút xíu nha mọi người, để coi anh Long và chị Phương đi đâu rồi, chút xíu mất công mình đi lạc luôn nha. Anh em thấy rộng chưa, mênh mông chưa? Đấy, ra tới ngoài này luôn. Bên này nữa anh em, bên này vẫn là một cái khu cá ha. Ôi ôi, nhiều quá nhiều luôn á. Hồng vĩ mỏ dịch nè, vẫn có nè. Hồng kép, hải hồ, bù cờ anh em, chơi cọp vằn hả. Rồi ở đây thì có tay tượng châu Phi này, hình như là cái này là cái con gì ta, cái gì điện á, lương điện hay chạch điện gì á, thái cũng không nhớ nữa, không rành nữa. Đây nè, anh em nào mà rành thì anh em nhìn vô đây anh em biết nha. Guppy anh em, bên này thì guppy nhiều nha. Guppy nè, sung nha, két panda anh em, két panda cũng có. Nói chung là cũng có những dòng cá như bên Việt Nam mình thôi. Ông tiên nè mọi người, đây có ông tiên này, đuôi kiếm này ha. Cái dòng này là kim cương hay gì đó, kim cương đỏ anh em nha. Hồng kép, két la hán nè mọi người, mê thiệt, thì chỗ nào cũng là cá hết anh em nha. Cha này, ông tiên black nha. Thôi ở đây mấy bạn nhân viên đang lao rồi, có gì thấy bồng lên đằng trước nha. Ok nha mọi người ha. Còn rất là nhiều khu nữa, chủ yếu là bây giờ là thấy quay nhanh nè, chiều rồi anh em, chiều tối thôi. Về tối còn đi tham quan chợ chiều. Khu bên này hay, khu bên này có lóc thái nè anh em. Ở dưới này thì có Sam Black Diamond nha. Quay nhanh thôi nha anh em. Đây có con gì á mà không biết, lai cô gì mà cái đầu chỉ râu không à mọi người nha. Đây thì có dĩa nha, dĩa. Đây có cá vàng anh em, cá vàng này. Đây có hình như hạt đỉnh hồng ha, với lại mấy con ranh chu nè mọi người, hạt đỉnh hồng nữa nè, rất là nhiều. Trong mấy cái tan đen này là thấy là đây là chứa những cá coi anh em nha. Cá coi, chứa cá coi nhá. Nguyên cái dọc tan đen này là chứa cá coi hết anh em nè.
dòng viết đồ hay có trên những cái hồ đó có tranh ảnh hết trơn mọi người. Đây có xây nhỏ hơn nè anh em, các coi xây nhỏ hơn nè. Đây cũng xây nhỏ hơn ha. Ngân long thường nè anh em. Cá vàng. Bing bong đuôi dài. Cá vàng, khu dưới này thì cá vàng nhiều mọi người ha. Cá vàng. Khu bên kia thì thấy là hình như là chủ yếu là phụ kiện anh em. Dạ. Phụ kiện liên quan tới cá. Ở đây thấy có ít cá chép sư tử nè mọi người. Trong cái hồ kính chép sư tử anh em. Ở đây thì con rùa cá sấu anh em. Dạ. Ali anh em. Mà thiết kế một cái hồ rất là lạ mắt luôn mọi người. Đây có cái vòi phun lên nè, phun lên trên đó, ở trên đó là một cái dòng nước chảy xuống dưới này ha. Đấy, nguy hiểm nha anh em. Đây, cấm chui vô nha. Nuôi nó chỉ ngập cái này thôi, rùa bán cạn mà mọi người. Bên này thì thấy là để xem coi rùa gì ha. À, không thấy nó nằm ở đâu hết anh em. Chắc nó núp ở đâu rồi. Thấy để tấm bảng. Nhưng mà thiết kế rất nhìn rất là đẹp mắt đúng không mọi người. Kiếm không thấy nó trốn ở đâu vậy. Dạ. Khu này thì phụ kiện ha. Phụ kiện thì nói chung là không có thời gian thì Thái không quay rành, quay nhiều cho mọi người được. Chỉ là Thái quay bét thôi. Cá với bét thôi. Ở đây có những con huyết to. Dạ. Trời trời, xây 8-90 không anh em. Những con huyết rất là to nha. Đây nữa nè. Dưới đây có con hồng vĩ giống albino quá không biết phải không. Bự lắm, cũng bự lắm mọi người. Dạ. Đây, đây thêm một bé huyết rất là to nữa nè. Để thấy xuống cái lỗ này, thấy quay cho mọi người xem nha. To lắm, xây gần 8-90 rồi. Khủng lắm anh em. Rồi. Đây thì có những cái hồ cá ông tinh, ông tiên rồi ha. Rồi tép ha, ba cái tép kiển rồi. Đây khu vực này là tép mọi người. Nói chung là rộng lắm anh em. Khu vực bét, biết rồi cá. Rồi bên đây là khu phụ kiện ha. Phụ kiện các kiểu để setup. Đây có hồ, cả hồ kiến này. Nhiều lắm. Đây nữa. Từng khu một. Rộng mênh mông luôn mọi người. Thái đi ra nha mọi người ha. Quay sơ sơ cho mọi người ngắm như thế thôi. Ồ. Dạ. Rồi Thái đi ra, Thái tìm anh Long xem. À, anh đang đứng. Ồ, đây có con trào màu bạch nữa anh em. Dạ. Hơi bị te tua quá. Đây, anh Long với chị Phương. Ủa, có mèo nữa hả anh? Ồ, hay vậy chị. Ồ, để mình xem mèo xem. Ồ, đây là khu mèo mọi người, khu bét. Ồ, có chó nữa anh. Dạ. Ồ, dạ. Ồ, đây có chó nhiều quá mọi người. Cưng chưa? Có con cáo nữa hả anh? Ồ, cáo mọi người. Ồ, đây có hai con cáo nè anh em. Nha. Cu te chưa? Đây có bé anh lồng ngắn nè. Anh lồng ngắn bên kia một con sấm cho nữa kìa anh em nha. Ồ. Dạ. Gặp thêm dạ 30 triệu một con này ha anh. Ok quá mọi người, 30 triệu nha anh em. Dạ. Mèo này 4.000. Con bé kia nữa kìa trời. Anh em thấy đã không? Đó, ngon.
đâu. Anh Long anh cười luôn rồi. Dạ. Ở đây thì có thỏ, thỏ với bò. U. Thỏ anh em. Đây làm chuồng kiểu này được này. Về mình làm chuồng. Đẹp quá mọi người ha. Ồ, đón Noel luôn anh em nhỉ. Đằng đây có một cái chuồng to to á anh em. À, ở đây quá trời mèo luôn mọi người. Mèo anh em. Ôi ôi quá trời mèo luôn. Hey. Tuyệt vời. Ồ, bạn nhân viên đang chăm mấy bé mèo nha anh em. Dạ. Yeah. Anh lông dài có nè. Anh lông dài 34 anh em. Mấy con 34 mặt tiệt á anh em, thường thường nó hay chảy nước mắt. Lau ghèn lau mắt cho nó. Đằng kia quá trời mèo luôn anh nhỉ. Kia gần mười mấy hai chục con mèo luôn. Cái này nuôi dúi được. Làm dúi má đào của em để nó chạy lon ton là hơi bị đẹp. Dạ. Trời ơi, đã chưa? Mấy chuồng như vậy nè. Ồ. Đó, quá trời mèo đằng đó luôn. Này tham quan mê đi. Ồ. Nhưng mà làm mấy cái chuồng này mình phải chăm kỹ lắm anh. Mấy công nó đi vệ sinh hôi lắm. Tại mình nuôi nhiều mà. Ồ, dạ. Mấy bé chó nha nè. Cưng quá. Đi một vòng cho anh em ngắm cá, ngắm bét mê luôn. Hồi nãy thấy vô đây thấy quay mà anh em cái thấy để dán cấm quay, cấm chụp nguy hiểm quá trời. Giờ mới gán quay được cho hết cái video để mọi người ngắm. Có cá biển, thị sinh với là cá biển. Đó, quá trời, đầy sạch sẽ, hết kế, ngon lành luôn anh em. Đây mấy cái thị sinh mini. Yeah. Rồi, mình ra xe về anh Long nha. Ok, hôm nay thì Thái làm một cái video ngắn thế này thôi. Dạo quanh một cái shop cá, một cái shop bait ở khu vực Penang, đúng không anh? Penang, thành phố của Malaysia. Hy vọng là video này sẽ mang đến những điều thú vị cho tất cả các bạn xem luôn. Ok, chúc mọi người sức khỏe luôn nha, Thái cùng anh Long. Dạ. Mình đi từ nãy giờ phải một 2 tiếng đồng hồ chỉ để quay cái video này cho mọi người. Tuyệt vời quá. Để cố gắng cho mọi người biết là bên Malaysia họ buôn bán cá một cái shop bait như thế nào ha. Hoành tráng như thế nào, đúng không anh Long nha. Rồi cảm ơn anh Long khá là nhiều đã dẫn Thái đi nè. Chúc sức khỏe cho tất cả các bạn, chúc bình an khi xem video này luôn. Thái cùng anh Long xin chào và hẹn gặp lại nha mọi người ha. Ok mọi người.